Dạ, xong. Dạ, để em chia sẻ cái... Mọi người thấy chưa ạ? Thấy cái... Alo. Thấy rồi. Anh thấy rồi, thấy rồi, Khuyên ơi. Đầu tiên thì cái mà cơ sở để em làm hai cái bộ này, hai cái sản phẩm này đó là em lấy những cái xu hướng với lại những cái hot trend nhất để em đưa vào cái hai sản phẩm này. Bộ đầu tiên
là em có xử lý là nhuộm lạnh và smoking trên vải thun boric mà em đã lấy từ áo thun cũ em làm. Còn bộ thứ hai là nhuộm, cũng nhuộm lạnh và đính thêm hạt cườm. Em đính thêm hạt cườm là vì mục đích là nó sẽ tăng thêm cái nổi bật, với lại vừa nhẹ nhàng và cũng có phần cá tính ở trong cái phần sản bộ, trong bộ sản phẩm này. Còn em muốn làm đơn giản tại vì em muốn cho mọi người xem và thấy được cái sản phẩm này ai cũng có thể làm được. Em muốn đem tới cho mọi người những cái hot trend để mang ra thị trường, nếu như mà có sản xuất với số lượng lớn thì em nghĩ là hai sản phẩm này sẽ bán được trên thị trường ạ. Dạ em xin hết ạ. Trong đó trong quá trình mà chị lên lớp hàng ngày á, rồi chị có nói với tụi nó là